xin chào các, tất cả các em như vậy là qua cái phần ba la mã thì chúng ta đã nắm được một số các cái kiến thức liên quan về các định nghĩa xác suất của biến cố có nghĩa là để tính xác suất của một biến cố thì chúng ta có rất nhiều cái định nghĩa và ông các em à, định nghĩa xác suất cổ điển này rồi định nghĩa theo tầng tầng suất không rồi định nghĩa theo à, quan điểm hình học và định nghĩa theo hệ tiên đề thì trong các cái loại định nghĩa đó thì nó có hai cái loại định nghĩa mà chúng ta thường hay dùng đó là định nghĩa theo quan điểm định nghĩa xác suất của điển và định nghĩa hình học đấy à, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục à, cái nội dung tiếp theo trong cái chương này đó là cái phần bốn la mã mà chúng ta sẽ bàn về một số các các công cụ ha, công cụ để đi tính xác suất của một biến cố mà không cần phải dùng định nghĩa nội dung thứ tư đó là à, các phép tính xác suất thế thì trong cái phần này chúng ta sẽ bàn biến cái vấn đề là đi tính xác suất của một cái biến cố mà nó không phải à, nó không phải được tính trên cái kỹ thuật dùng phép đếm mà nó lại tính thông qua các cái xác suất của một số các biến cố khác cho trước thế thì nội dung của cái phần phép tính xác suất này nó có những cái gì trong này đúng không bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng cái cái loại phép toán 1 cái phép toán đầu tiên mà nó cũng rất là thông dụng trong cái việc đi tính xác suất đó là cái công thức cộng à. công thức cộng xác suất thế thì công thức cộng xác suất ở đây người ta định nghĩa như thế nào ở đây người ta nói này nếu như a và b nó là hai cái biến cố mà xung khắc với nhau à. ở trong cái tiết học trước chúng ta biết rằng là khi mà ta có một cái không gian omega mà như thế này à. khi ta có một không gian omega như thế này và trong này nó có hai cái biến cố a và b và nếu như hai cái biến cố a và b này nó không có một cái cái quả nào chứa một cái kết quả nào chung hết hả? Ha? thì hai cái biến cố mà nó như thế này người ta gọi là hai cái biến cố xung khắc hay nói khác là hai cái biến cố mà tích của nó là bằng à, bằng rỗng hay còn gọi là nó thành biến cố không thể ha? thì lúc này người ta bảo rằng là xác suất của tổng hai cái biến cố này này nó sẽ bằng tổng hai xác suất rồi trong cái trường hợp à, tổng quát thì người ta sẽ cho chúng ta cái công thức à, như sau đó là nếu như ta có từ a1 a2 vân vân đến an nó là các cái biến cố mà xung khác với nhau từng đôi nhé xung khác với nhau từng đôi thì lúc này xác suất của tổng của tất cả các cái biến cố từ a 1 cho đến a này này nó sẽ bằng tổng của các cái xác suất như vậy cái công thức này chẳng qua là cái công thức tổng quát của cái công thức này mà thôi cho trường hợp là nó có n biến cố đúng không Đấy rồi ở đây ta có một cái hiệu quả à, nó được suy ra từ cái định lý này này và cái hiệu quả này nó được áp dụng cho cái trường hợp hai cái biến cố a b là hai cái biến cố bất kỳ bất kỳ bất kỳ ở đây có nghĩa là nó không nhất thiết phải là xung khắc với nhau đâu nhé các em. Thế thì trong cái trường hợp hai biến cố AB là hai biến cố bất kỳ á, thì lúc này cái xác suất của cái biến cố A cộng cho B này nó sẽ bằng tổng PA cộng PB trừ đi cho xác suất của tích. Đúng chưa? Đấy trong cái trường hợp mà A mà nhân B nó bằng rỗng thì cái cái P ngay chỗ này nó sẽ bằng 0 này, đúng không? P nó bằng 0 và nó chỉ còn lại là là P của A cộng B thì bằng PA cộng PB thôi, có nghĩa là nếu như AB mà xung khác thì cái công thức này nó sẽ quay lên trên đây. À, đấy. Đó là cái công thức được dùng để tính cái xác suất của biến cố tổng. Cái hệ quả thứ hai, cái hệ quả thứ hai nó được áp dụng cho cái việc là à, hỗ trợ việc tính xác suất của một cái biến cố độc lập, biến cố độc lập. Ta biết rằng là nếu cho A là biến cố thì A ngang này nó sẽ là biến cố đối lập của nó. Nha, thầy nhắc lại một tí, biến cố thế nào gọi là biến cố độc lập? Ví dụ như đây là cái không gian omega của chúng ta. Và nếu như đây là biến cố A đó, biến qua là cái biến cố mà nó chứa một số các kết quả này thì cái phần còn lại Đó, cái phần còn lại này nó gọi là đấu lập, biến cố đấu lập của biến cố A. Và về nguyên tắc hai cái biến cố được gọi là đấu lập nếu như nó xung khắc với nhau và tổng lại thì bằng nguyên không gian omega đó, Đấy thì người ta gọi là biến cố đấu lập. Và biến cố đấu lập của biến cố A thì người ta ký hiệu là A, A ngang. Và về mặt xác suất thì thì hiển nhiên là A với A ngang này á, là nó nó có cái công thức liên hệ như thế này các em, là PA ngang thì bằng 1 PA. Thì thực ra cái này thì nó cũng dễ để kết luận thôi vì chúng ta có rằng là gì à, p của omega thì nó bằng 1 đúng không p của omega thì nó bằng 1 mà, mà omega này thì nó chính là bằng a cộng cho a ngang đúng không đấy a cộng a ngang và áp dụng cái công thức xác à, suất của tổng thì chúng ta biết rằng là xác suất này hai cái biến cố này xung khắc cho nên nó thành lập p a cộng cho gì cộng p a ngang đấy p a ngang rồi thì trong cái trường hợp mà mà mà, mà đẳng thức này xảy ra thì ta rút ra được là cái BA này nè, BA à, ngang này nó sẽ bằng 1 trừ BA. Cái việc chứng minh thì nó khá là dễ thôi, nó suy ra từ cái kết quả của chúng ta. Thế thì để áp dụng một số các cái phép toán cạo trong cái trường hợp này thì thầy sẽ hướng dẫn các em làm một vài cái bài tập mà nó dính dáng đến cái phép toán ha. Chẳng hạn như cái này, cái bài tập rất là dễ để chúng ta làm quen thôi. gieo một cái một lần một cái con xúc sắc cân đối và đồng chất người ta gọi A là cái biến cố mà cái mặt xuất hiện là 1, 2 hoặc 3. B là biến cố mà cái mặt xuất hiện là 3, 4 hoặc là 5. Bây giờ người ta yêu cầu là tính xác suất của các cái biến cố này. Tính xác suất của các cái biến cố này. Thế thì nó nó khá là dễ vì thực ra đó là các em biết đầu tiên đó là ta sẽ có là gì? À, biến cố A của chúng ta đó nó là cái biến cố mà nó chứa gì các em? À, nó chứa các cái kết quả đó là 1, 2 hoặc 3. Đúng không? Đấy, 2 hoặc 3. Rồi à, biến cố B của chúng ta nó là cái biến cố mà nó gì? Nó gồm các kết quả là 3, 4 hoặc 5. Đó, 4 hoặc 5. Trong đó hiển nhiên của omega của chúng ta nó là gì các em? À, nó từ 1 đến 6. Đúng không? 3 4 5 6 này. Đó, vì ở đây ta gieo một con xúc sắc một lần mà, Đúng không? Thế thì lúc này ta sẽ có PA nó bằng mấy? À, các em sẽ tính được ngay PA nó sẽ bằng uh, 3 phần 6 đúng không nghĩa là 1 phần 2 đó. Rồi. rồi B nó sẽ bằng gì theo định nghĩa xác suất của điển thì phê B sẽ bằng 3 phần 6 luôn rồi rồi phê A gì các em phê của A nhân B A nhân B là cái biến cố tích là cái biến cố mà nó được tạo ra từ tích của hai biến của A nhân B A và B này nhân lại với nhau thì nó sẽ chỉ có một cái quả duy nhất thôi đó là cái con số gì đây phải con số A không có nghĩa là cái quả là mặt 3 chấm xuất hiện vì nó chỉ xảy ra khi cả hai a và b cùng xảy ra như vậy p của a nhân b sẽ là một phần gì 1 phần sáu như vậy từ đây ta sẽ suy ra được ngay cái xác suất của cái tổng a cộng b của chúng ta đó ừ, a cộng b của chúng ta mà theo cái à, cái phép toán của chúng ta thì theo cái hiệu quả một á nó sẽ bằng pa này đấy cộng cho p b không? rồi trừ cho cái phê tích a nhân b này này đó anh nhân bi đấy pa cộng pb thì cái này là 1 phần 2 cộng cho này là 1 phần 2 và các em trừ cho cái này là 1 phần 6 cho thầy như vậy kết quả nó sẽ bằng 5 phần gì 5 phần 6 đấy tất nhiên là ta dùng phép toán vào đây thì ta sẽ tìm được cái xác suất của tổng này ngay hoặc là nếu không thì các em sẽ từ đây các em sẽ rút ra được cái a cộng b của chúng ta rồi ta dùng định nghĩa của xác suất thì ta sẽ tính ra được ngay đúng không nó cũng sẽ bằng 5 phần 6 thôi chả có gì khác cả vì với A là là cái biến cố này B là biến cố này thì A cộng B nó sẽ là kết quả từ 1 2 3 này 4 5 như vậy cái số trường hợp thuận lợi của cái biến cố tổng A cộng B này sẽ có 5 đúng không đấy nghĩa là cái này nó sẽ là 1 này 2 này 3 này 4 này 5 đấy có nghĩa là nếu mà ta giải bằng định nghĩa đó mà thì các em sẽ tính nó ra được được chưa Đấy là một cái ví dụ nó khá là dễ để chúng ta làm quen với cái việc vận dụng phép toán để ta làm đấy nó như thế này đây ha rồi à, ta sẽ qua một cái công thức thứ hai một cái công thức thứ hai đó người ta gọi là công thức nhân xác suất công thức nhân à, có nghĩa là cái công thức này nó phục vụ cho cái việc tính xác suất của những cái tích của các cái biến cố đầu tiên à, chúng ta cần phải hiểu rõ một cái khái niệm mà nó hay liên quan đến cái công thức này đó là cái xác suất có điều kiện Thế người ta định nghĩa xác suất có điều kiện là gì? Đây, xác suất của một biến cố A nó được tính, nó được tính với cái điều kiện là có một cái biến cố B nào đó đã xảy ra rồi, đã xảy ra rồi. Từ được gọi là xác suất có điều kiện của A và người ta ký hiệu là PA xiết B. kiểu như thế này. Như vậy nếu cho ta có hai cái biến cố mà hai cái biến cố này nó nó phụ thuộc lẫn nhau, có nghĩa là cái khả năng xảy ra của biến cố này nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng cái việc xảy ra của biến cố này nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng xảy ra của biến cố, của biến cố kia. Được. thì nếu như trong cái tình huống đó thì cái xác suất của biến cố nó, nó xảy ra hay không và mức độ xảy ra như thế nào thì nó phụ thuộc vào một cái biến cố khác đây thì như thế này người ta gọi là xác suất có điều kiện đúng thế bây giờ xác suất có điều kiện của một cái biến cố thì nó được tính theo công thức như thế nào đúng đây ở đây người ta cho chúng ta một cái định lý được. một cái định lý nếu như a và b này là hai cái biến cố mà nó phụ thuộc lẫn nhau đúng nó phụ thuộc lẫn nhau thì khi đó xác suất của tích A nhân B nó sẽ được tính bằng này, là bằng xác suất của A nhân xác suất của B biết rằng A đã xảy ra. À, viết như thế này có nghĩa là biết rằng A đã xảy ra, rồi bằng xác uh, suất của B nhân cho xác suất của A biết rằng B đã xảy ra. Đấy, thì định lý thì người ta viết nói chung như thế này, nhưng mà trong quá trình giải bài tập á, thì giữa hai cái biến của A và B đó này, à, giữa hai cái biến của A và B này, nhiều khi nó không có phụ thuộc lẫn nhau các em, mà mà nó chỉ có một phía thôi, có nghĩa là hoặc là A nó sẽ phụ thuộc theo B thôi. Hoặc là B nó sẽ phụ thuộc theo A thôi, chứ nó không có cái hiện tượng phụ thuộc lẫn nhau như thế này. Thì lúc này cái việc giải bài toán à, tính xác suất của tích hai cái biến cố này này thì chúng ta phải để ý chọn cái công thức thứ nhất hay là chọn công thức thứ hai này để cho nó nó hợp lý. À, cho nên ở đây thầy sẽ nói luôn cụ thể để các em chọn cái công thức cho nó đúng này. Như vậy ở đây ta có một cái chú ý, nếu như A mà nó phụ thuộc vào B. Nhớ các em, nó phụ thuộc vào B đó nó phụ thuộc vào b chứ còn b nhiều khi nó không phụ thuộc vào a nha nhiều khi nó chỉ có một phía này có nghĩa là a phụ thuộc vào b thì lúc này cái việc mà đi tính xác suất của biến cố a nhân b đây này thì các em nên dùng công thức sau đây đó là bằng xác suất của b nhân cho xác suất của a biết rằng b xảy ra đó các em nên chọn công thức này vì lý do ở đây là a nó phụ thuộc vào b mà cho nên cái xác suất của a biết rằng b xảy ra này nó sẽ thể hiện rất là rõ cái vai trò của b trong đó, à, có nghĩa là cái, cái sự xảy ra của b này nó sẽ ảnh hưởng đến xác suất của a. rồi còn nếu mà ngược lại, ngược lại nếu như mà b mà nó lại phụ thuộc vào a, b nó lại phụ thuộc vào a thì các em nên dùng công thức sau đây, đó là xác suất của a nhân b, xác à, suất của a nhân b nó sẽ bằng xác suất của a nhân cho xác suất của B biết rằng A à, đã xảy ra, đó A à, đã xảy ra, có nghĩa là cái biến của A này nó sẽ tác động lên cái cái khả năng xảy ra của biến của B, được chưa nào? đấy như vậy là tùy theo ví dụ như là nó chỉ phụ thuộc A theo B thôi thì các em dùng công thức này, còn nếu mà B phụ thuộc theo A không thôi thì các em nên dùng công thức này, chứ không có nên dùng một cách tùy tiện chọn công thức nào cũng được là không nên trong trường hợp ở đây là đề nó à, theo về mặt lý thuyết thì A, B ở đây nó phụ thuộc lẫn nhau cho nên là, là ta chọn công thức nào cũng được. Con tình huống có nhiều bài tập thì nó chỉ có một chiều này thôi. Cho nên khi các em giải thì các em phải để ý cho thầy một tí cái chỗ đó. Rồi. Trong cái trường hợp tổng quát, đây, trong cái trường hợp tổng quát bây giờ ở đây người ta có tới n biến lần n biến cố lận. Và n biến cố này nó phụ thuộc lẫn nhau. À, a1, a2 vân vân aN. Thì lúc này cái công thức nhân xác suất có nghĩa là xác suất của tích từ a1 a2 vân vân n nó sẽ tính theo cái công thức sau đây. Đó là bằng xác suất của a1 này nhân xác suất của A2 biết rằng A1 xảy ra này. Rồi tiếp theo sẽ là gì? Nhân cho xác suất của gì? À, chỗ này thầy viết thêm một cái nữa nhé. Nhân xác suất của A3 thì phải biết rằng là A1 và A2 đã xảy ra đó. Và A2 đã xảy ra. Rồi tiếp theo sẽ là A4 biết rằng A1, A2 và A3 đã xảy ra. Tương tự như vậy nhân biết cho đến là xác suất của AN biết rằng A1, A2 vân vân AN 1 đã xảy ra. Viết như thế này có nghĩa là tất cả cái này đều xảy ra hết đấy nha. đây thì ta sẽ được một cái công thức uh, nhân xác suất nhiều cái biến cố trong này. Đấy. Còn cái này nó chỉ áp dụng cho hai cái biến cố thôi cho nên các em để ý. Trong trường hợp tổng quát, ta có nhiều biến cố thì các em phải nhớ cái công thức này cho thầy nha. Đây chính là cái công thức xác suất có điều kiện được phục vụ cho cái việc là hỗ trợ trong cái công tác đi tính cái xác suất của tích hai biến cố. Nha. Đây bây giờ thầy sẽ lấy cho các em một cái À, một cái ví dụ ha để chúng ta thấy rằng là cái sự phụ thuộc của một biến cố này theo biến cố kia trong cái quá trình tính xác suất chẳng hạn như sau à, có một cái lô sản phẩm nó có 12 sản phẩm và trong đó nó có 8 sản phẩm tốt và 4 phía phẩm bây giờ người ta rút ngẫu nhiên liên tiếp không hoàn lại hai sản phẩm từ lô hàng tìm xác suất để cả hai sản phẩm đó là tốt như vậy các em ở đây người ta nhấn mạnh một cái chữ rất là quan trọng trong cái thí nghiệm này đó là gì liên tiếp à rồi bây giờ thầy sẽ vẽ một cái sơ đồ nhỏ nhỏ ra ngoài đây để chúng ta tiện theo dõi nè. Ở đây ta có 12 sản phẩm hết và ở đây nó có 8 sản phẩm tốt. Được chưa? Và ở dưới này nó có 4 phế phẩm. 4 phế phẩm. Rồi. Thế thì bây giờ quy trình của chúng ta là đầu tiên á, là các em sẽ lấy ra đây cho thầy một cái sản phẩm cái đây nè. Lấy ra một sản phẩm này. Đó. Rồi, tiếp sau khi lấy sản phẩm một xong á, là ta mới lấy tiếp cái sản phẩm hai trong này ra. hả à cũng một sản phẩm nữa đó. và đây chính là lần lấy thứ hai được chưa? đâu như vậy ở đây chúng ta thấy này trong bài toán này nó chia ra thành hai cái thí nghiệm hai cái thí nghiệm liên tiếp, ha? hai thí nghiệm rồi và các em để ý rằng là gì để ý rằng là gì trong hai cái thí nghiệm này nè thì cái thí nghiệm ở đây này nó là cái thí nghiệm lần thứ nhất và cái thí nghiệm thứ hai này thì các em thấy rằng là về mặt kết quả đó, thì cái lần thứ hai này chắc chắn nó sẽ phụ thuộc vào cái kết quả của lần thứ nhất đúng không? đấy Ví dụ đơn giản như cái sản phẩm mà ta lấy ra ở lần thứ hai đây này, nó sẽ là tốt hay là phế phẩm với xác suất là bao nhiêu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái chuyện mà cái sản phẩm lần đầu lấy ra này nó có phải là sản phẩm tốt hay là phế phẩm hay không. Đấy, cho nên là rõ ràng nó có một cái sự phụ thuộc trong này. Nó nó có một sự phụ thuộc trong này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải cái bài toán này bằng cách làm như sau. Tốt nhất là chúng ta không nên gọi chung một biến cố. Vì trong bài toán này nó bắt đầu nó chia ra nhiều cái thí nghiệm này các em từ hai thí nghiệm ra đây nữa nè, thì chúng ta không nên giải bài toán bằng cách gọi chung một cái biến cố A là biến cố cả hai sản phẩm là tốt thì bắt đầu ta giải không được vì cái cách đếm nó sẽ rất là phức tạp. cho nên để cho nó tiện á, thì tốt nhất là các em mới làm như sau nè, ứng với cái thí nghiệm đầu tiên, các em sẽ gọi cho nó một cái biến cố, được chưa? rồi là biến cố A. tiếp, ứng với cái thí nghiệm thứ hai, các em sẽ gọi cho nó một cái biến cố B, được chưa? rồi như vậy ở đây ta sẽ tạm gọi sau đây nè. A là biến cố Sản phẩm lấy ra lần 1 Được chưa Lấy ra lần 1 Ừ. Lá Tốt Được chưa Đó Ta gọi A là cái biến cố mà cái sản phẩm lấy ra lần 1 là tốt Tương tự như vậy Ta gọi B là cái sản phẩm lấy ra lần thứ gì Lần thứ hai cũng là tốt Như vậy theo đề bài toán Theo bài toán Hay là theo Theo đề Hơn theo đề thì ta cần tính cái gì? Cần tính cái gì các em? Cần tính cái xác suất. Tính cái xác suất để cho cả hai sản phẩm đều là sản phẩm tốt. Có nghĩa là tính xác suất để cả A và B đồng thời phải xảy ra. Có nghĩa là phải tính xác suất của tích A nhân B. Được chưa? Có nghĩa là A phải xảy ra và B phải xảy ra luôn nha các em. Thì lúc này hai sản phẩm nó mới tốt hết được còn nếu mà a xảy ra không hoặc b xảy ra không thì nó không đảm bảo thì đề bài toán không vì đề bài toán ở đây nó yêu cầu là cả hai đều tốt mà như vậy là tính xác suất của a nhân với b được chưa rồi để tính xác suất của a nhân với b thì ta áp dụng công thức Bây giờ ta áp dụng công thức này như hồi nãy chúng ta thấy này thế thì cái sản phẩm mà lấy ra lần thứ hai nó phụ thuộc vào cái sản phẩm lấy ra lần thứ nhất đúng không nó phụ thuộc vào cái này xác suất của nó sẽ phụ thuộc vào a này như vậy ở đây về mặt quan điểm là b sẽ phụ thuộc theo a chứ còn a nó không phụ thuộc theo b nhé vì cái sản phẩm a là nó được lấy lần đầu tiên cho nên nó chả có phụ thuộc theo b này đâu đó như vậy là theo quan điểm ở đây là b đang phụ thuộc theo a mà b phụ thuộc theo a thì công thức chúng ta nên dùng nó sẽ là xác suất của a đúng chưa nhân xác suất của b biết rằng a xảy ra đó các em để ý cái công thức ta chọn nó thích hợp chứ còn nếu các em tính là tính xác suất của b trước không? nếu các em dùng công thức là bằng xác suất của b rồi nhân với xác suất của a biết rằng b đã xảy ra thì nó cực kỳ khó khó ở chỗ nào khó ở chỗ là cái xác suất b này tính không được vì tính nó là phải dính dáng thứ a thấy chưa đấy cho nên công thức này nhiều khi ta dùng không được mà buộc ta phải dùng công thức này này rồi bây giờ ta sẽ tính lần lượt nha các em bây giờ để tính xác suất của a thì các em thấy này tạm quên đi cái chuyện ở cái thí nghiệm thứ hai ta chỉ tạo trong vào cái thí nghiệm thứ nhất thôi vì cái này là cái mà nó sẽ xảy ra lần đầu tiên Thế bây giờ cái thí nghiệm thứ nhất này nó bảo là hãy tính cái xác suất mà cái lần lấy ra một sản phẩm và sản phẩm đó là sản phẩm tốt thì cực kỳ dễ đúng không các em? Đây, xác suất của nó sẽ được tính. Đầu tiên ta sẽ dựa vào xác suất uh, định nghĩa theo quan điểm cổ điển thì nó sẽ là gì? Lấy một sản phẩm trong 12 sản phẩm thì nó sẽ là 10 12. Đúng chưa? Rồi, số trường hợp thuận lợi ở đây là lấy một sản phẩm tốt trong 8 sản phẩm tốt như vậy nó sẽ là 8. Được chưa? Rồi, nhân này nhân này bây giờ ta tính tới cái xác suất của b mà biết rằng a nó đã xảy ra rồi thế thì nếu mà a đã xảy ra rồi có nghĩa là sản phẩm chỗ đây nó đã là sản phẩm tốt rồi thế nếu nó có là sản phẩm tốt rồi thì bây giờ số lượng sản phẩm trong này nè lúc này nó chỉ còn lại là bảy tốt ha đúng không các em vì một sản phẩm tốt đã được lấy ra rồi và còn lại trong này chỉ còn 11 sản phẩm thôi nha đúng chưa đó nó chỉ còn 11 sản phẩm thôi thế thì bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp cái thí nghiệm thứ hai là cái thí nghiệm mà lấy trong 11 sản phẩm này nè. Một cái sản phẩm ra mà cái sản phẩm đó cũng phải là sản phẩm tốt. Bởi vì chúng ta đang tính xác suất của B nhưng mà trạng thái là A đã xảy ra rồi mà. đúng không? Như vậy để tính xác suất của B một lần nữa chúng ta sẽ tính số trường hợp đồng khả năng nó chỉ còn lại là 11 đồng, 11 trường hợp thôi. Được chưa? Vì một sản phẩm tốt đã bị lấy ra ở lần thứ nhất rồi. ha. Nghĩa là A đã xảy ra rồi đó tiếp theo ta tính xác suất à, số trường hợp thuận lợi của b có nghĩa là lấy ra được sản phẩm tốt nhưng mà phải lấy trong bảy tốt này à, bảy tốt đó như vậy rõ ràng các em thấy rằng cái xác suất của b này nó chịu sự ảnh hưởng của a chưa đúng không đấy cho nên là cái chuyện mà a nó xảy ra hay không thì nó sẽ ảnh hưởng tới con số 7 này này hay là con số 8 đấy nhiều khi nó có thể nếu như a mà không xảy ra thì chỗ này nó vẫn cứ là 8 đương, 8 sản phẩm tốt đấy. như vậy cái quả ở đây các em sẽ tính nó ra thôi vì nó khá là dễ ở ta rút gọn đi cho 4 thì cái này nó sẽ là còn lại là 3 phần gì? À, 2 phần phải không? 2 phần 3. Đó. Như vậy kết quả ở đây nó sẽ là 14 phần 3, 3. Đúng không? Đó. Như vậy đấy. Đấy là cách làm. Như vậy khi giải những cái bài toán loại này thì các em để ý nè. Nếu như bài toán của chúng ta mà nó có những cái à, uh, cái thí nghiệm. Nó có nhiều cái thí nghiệm đâu này. À, thì các em nên chia nó ra theo từng cái biến cố một để ta làm chứ có có nhiều bạn là gộp luôn cả hai cái này thành một cái biến cố chung gộp á nó là biến cố mà hai sản phẩm này đều đều thối hết thì lúc này cái việc đi tính xác suất nó cực kỳ khó ở cái chỗ là không biết đếm kiểu gì ta không biết đếm kiểu gì đúng không vì ở đây nó là lấy liên tiếp mà đó cho nên nó khó ở cái chỗ là đếm cái số trường hợp đồng khả năng cũng như là đếm cái số trường hợp thuận lợi nó không đơn giản ha không đơn giản đây đây là cái cách làm của chúng ta nên sử dụng biến cố để ta tách các cái thí nghiệm này ra mẫu thí nghiệm một biến cố thì cái việc giải nó sẽ đơn giản hơn, được chưa? Rồi như vậy là à, đây sẽ là đáp số của chúng ta như thầy hướng dẫn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái trường hợp thứ hai, đây là một cái trường hợp đặc biệt à, trong cái bài toán tính xác suất của tích hai biến cố, đó là cái hiện tượng à, độc lập của các biến cố. Độc lập của các biến cố có nghĩa là gì? Ở đây người ta nói này, hai cái biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra xảy ra hay là không xảy ra của biến cố này không làm thay đổi xác suất không làm thay đổi xác suất có nghĩa là không làm thay đổi khả năng xảy ra của biến cố kia đó các em hiểu chữ độc lập chưa độc lập ở đây có nghĩa là cái chuyện mà cái biến cố này nó có xảy ra hay không thì nó chả liên quan gì cái cái chuyện là cái biến cố kia nó cái khả năng xảy ra của biến cố kia nó như nào đó Đấy. thì lúc này người ta gọi nó độc lập với nhau đó, đâu làm với nhau. Có nghĩa là như thế này nè, có nghĩa là tính cái xác suất của A mà trong cái trường hợp mà B nó đã xảy ra rồi, ấy, thì nó vẫn cứ là xác suất của A, nó không có chịu sự ảnh hưởng của B. Có nghĩa là cho dù B có xảy ra hay không thì thì xác suất của A nó vẫn cứ là của A này. Rồi xác suất của B biết rằng A xảy ra cũng là xác suất của B. Thì thế này người ta gọi là uh, hai cái biến cố độc lập, ha. Độc lập có nghĩa là xác suất có điều kiện thì nó là chính chính nó. Cho nên có điều kiện hay không có điều kiện thì cũng thế thôi. Rồi. Nếu như ở trong cái trường hợp này chúng ta có rất nhiều cái biến cố mà nó độc lập với nhau trong pha 2 Ví dụ như ở đây người ta có là A1, A2, vân vân AN Nó là những cái biến cố mà độc lập Và ở đây ta hiểu theo nghĩa là nó có những cái, cái nghĩa như này, này. Độc lập từng đôi Độc lập từng đôi Nếu như mỗi cặp hai trong N biến cố đó là độc lập với nhau Thì nó gọi là độc lập từng đôi Nha như vậy một họ gồm n biến cố được gọi là độc lập từng đôi nếu như bất kỳ hai biến cố nào trong này nó cũng độc lập với nhau yeah. đó rồi ta có một cái khái niệm nữa đó là gì đó là độc lập toàn phần độc lập toàn phần thế thì một họ gồm các biến cố từ a1 đến an này được gọi là độc lập toàn phần nếu như bất kỳ một biến nào đó hiểu không nó đều độc lập với một tổ hợp bất kỳ các biến còn lại thế thì tổ hợp bất kỳ có nghĩa là gì có nghĩa là ví dụ như A1 này thì nó độc lập với A2 cộng A3 cộng vân vân cộng với AN đấy, chẳng hạn như thầy có một cái cái tổng này thì cái này được xem như là một cái tổ hợp thì cái tổ hợp này nó là một cái biến cố một cái biến cố này với cái biến cố A1 này nó độc lập với nhau đấy và ở đây không nhất thiết phải cộng từ A2 đến AN đâu mà cộng tổng bất kỳ cái biến cố nào không nhất thiết phải cộng hết từ A2 đến AN đó như này người ta gọi là, là độc lập toàn phần được chứ nè. Đã như vậy khái niệm độc lập toàn phần nó nó, nó nó chặt chẽ hơn so với khái niệm độc lập từng đôi nhé các em. Đấy. Rồi như vậy là trong cái bài toán về sự độc lập của hai biến cố đó thì chúng ta còn có những cái khái niệm độc lập từng đôi và độc lập toàn phần. Nha. Thế thì dựa vào trong cái định nghĩa về sự độc lập của hai biến cố đó thì người ta đưa ra chúng ta một cái định lý về công thức tính xác suất của tích hai biến cố trong trường hợp này đó là nếu như A và B độc lập với nhau thì nó xác suất của một tích nó sẽ bằng tích hai xác suất thôi chứ nó không có điều kiện gì ở đây cả vì cho dù có điều kiện hay không thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả đó. vì ở đây người ta đã định nghĩa là nó độc lập với nhau rồi. À. Đấy như vậy các em để ý rằng là trong tình huống nếu như hai biến cố độc lập thì xác suất của tích sẽ bằng tích hai xác suất thôi. Được chưa? Rồi từ đây ta sẽ đưa ra một cái công thức uh, quy nạp cho trường hợp này đó là nếu như chúng ta có nhiều cái biến cố mà nó độc lập toàn phần với nhau thì sao? Ví dụ như ở đây ta có A1, A2, vân vân, An là các cái biến cố mà nó độc lập toàn phần, nhá độc lập toàn phần nghe em Chứ không phải là độc lập đâu. Có nghĩa là nó nó độc lập theo cái nghĩa như thế này này, Đấy, theo cái nghĩa này. Thì lúc này xác suất của tích từ A1 cho đến An này, nó sẽ bằng tích các xác suất của các cái biến cố thành phần. À, đây là một cái công thức mà nó tổng quát hóa từ cái định lý này lên cho nhiều cái biến cố mà thôi đấy thế thì bây giờ để cho ta thấy được cái ý nghĩa cũng như là cái cách để vận dụng cái 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 tính độc lập của hai biến cố vào trong bài tập thì chúng ta sẽ đi qua một cái ví dụ, ha. À, trước khi đi qua ví dụ thì ta sẽ nhắc lại một cái hệ quả nó rất là quan trọng, ha, à, để phục vụ cho cái việc tính toán những cái xác suất của biến cố tổng à, theo biến cố tích như sau. Nếu như A1, A2, An là không xung khắc và độc lập toàn phần nó không xung khác nha các nhưng mà nó độc lập toàn hoàng. thì lúc này chúng ta sẽ có cái công thức sau đây có nghĩa là xác suất của tổng từ a1 cho đến an này này nó sẽ được tính bằng một trừ đi xác suất của tích hay là tích của các xác suất của các cái biến cố đối lập của các ai thì cái cái này chứng minh thì nó cũng cũng dễ thôi vì ta sẽ dựa vào cái quy tắc de móc găng. như các em biết rằng là à, trong cái cái video đầu tiên đó, À, bằng về phép toán của các biến cố đó thì chúng ta biết rằng nếu như hai cái biến cố mà cộng với nhau và ta lấy đối lập thì nó sẽ bằng tích hai đối lập à, có nghĩa là bằng a ngang nhân b ngang đấy cái quy tắc này rất là quan trọng này rồi a mà nhân b mà lấy ngang đấy, thì nó sẽ bằng a ngang cộng b ngang đấy cái này người ta gọi là quy tắc mặt găng và cái này nó không những đúng cho hai cái biến cố đâu mà đúng cho n biến cố tùy ý vậy à cho nên là ví dụ ta áp dụng cái quy tắc này vào đây thì cái việc chứng minh nó sẽ nhanh thôi được chưa? đây thầy sẽ chứng minh sơ qua để chúng ta thấy này là ví dụ như là ở đây ta đặt a là cái biến của tổng này được chưa? thế thì cái b bên v trái này, này nó sẽ là gì? thế thì lúc này bây giờ ta sẽ ta sẽ 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 viết như thế này này à, p của a ngang đó, ta viết như thế này cho nó tiện. p a ngang thì bằng cái gì? P ngang sẽ là bằng P của sigma của các AI lấy ngang đúng chưa mà đối lập của tổng đây đối lập của tổng thì bằng tích các đối lập như vậy nó sẽ là P của tích trong này tích người ta ký hiệu là bằng chữ P nha các em. đấy rồi nhân cho của AI AI với ở đây là AI đối lập đấy theo cái công thức này, này. được chưa theo công thức này đấy thế thì ở đây đề nó cho rằng là các cái a này là nó độc lập toàn phần mở độc lập toàn phần thì xác suất của tích sẽ bằng tích các xác suất cho nên ở đây nó sẽ là bằng tích của các cái p đó. ai linh à. được chưa rồi như vậy là cái xác suất của a ngang thì nó sẽ bằng cái, cái 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 p tích của các cái cái ai ngang mà trong khi đó thì ta có là p của a đó. thì nó bằng gì thì nó bằng 1 trừ p ngang đúng không hai cái biến cố đối lập với nhau thì xác suất của tích xác à, suất của chúng nó liên hệ với nhau theo công thức này mà mà P ngang thì nó bằng cái này đấy như vậy ta thay cái lượng này vô trong đây thì ta được cái cái kết quả của cái công thức ở đây này đúng không đấy cái hệ quả này đấy, đây là một cái hệ quả mà nó thể hiện mối liên hệ giữa cái xác à, suất của một tổng theo xác suất của một tích Đấy, không? đấy. cái việc chứng minh thì ta sẽ làm lại y như thế này thôi Y như cái hướng mà chúng ta thầy mới hướng dẫn cho các em đấy chứng minh nó sẽ dựa vào cái luật quy tắc đồ móc găng trong cái việc lấy đối lập của một tổng rồi bây giờ không chần chừ gì nữa thì ta sẽ giải quyết ngay một cái bài toán hả giải quyết ngay một cái bài toán mà nó có một cái ứng dụng về tính độc lập ở trong này đây thầy sẽ lấy ngay một cái ví dụ à, nếu ta có một cái lô hàng và nó có lượng hàng trong này là rất, rất lớn nha các nhớ là có lượng hàng trong này nó nhiều lắm không thể đếm được Tỷ lệ chính phẩm trong cái lô hàng này là 60% và tỷ lệ phế phẩm trong lô hàng này là 40%. Bây giờ người ta lấy ngẫu nhiên lần lượt hai sản phẩm. Đây các em để ý này, lấy lần lượt này thấy không? Được chưa? Hai sản phẩm từ cái lô hàng. Vậy người ta yêu cầu là tìm xác suất để lấy được hai chính phẩm, một chính phẩm và chính phẩm. Nha. À. Như vậy ở đây thì tóm gọn lại sơ sơ như thế này này. Trong đây ta có một cái kho hàng và trong này nó nó nhiều cái lượng hàng hóa nó nhiều lắm, nó không có có không có đếm được. Nhưng mà trong đó nó có 60% là chính phẩm. Còn lại 40% là phế phẩm. Được chưa? Rồi bây giờ ta lấy lần lượt ra hai sản phẩm nghĩa là lấy đầu tiên là lấy ra một sản phẩm này. Đó, các em thấy cái thí nghiệm của cái bài tập này nó y chang như cái bài tập mà chúng ta mới vừa làm khi nãy đúng không? Lần hai cũng lấy ra một sản phẩm luôn. Được chưa? Rồi bây giờ người ta yêu cầu này tính xác suất để cả hai cái sản phẩm này đều là chính phẩm. Đều là chính phẩm có nghĩa là ta đang giải qua này được chưa? rồi bây giờ nếu mà giải giống như bài tập hồi nãy thì đầu tiên ta cũng gọi ở cái thí nghiệm đầu tiên có nghĩa là ở lần lấy đầu tiên ta gọi cho nó một biến của a được chưa ở lần lấy thứ hai chúng ta cũng gọi cho nó một cái biến của b và theo quan điểm thông thường của chúng ta thì chắc chắn là b này nó sẽ phụ thuộc vào a đúng không b nó phụ thuộc vào a tuy nhiên lát nữa ta sẽ bàn kỹ cái chỗ này rồi bây giờ vấn đề ở đây là ta nên gọi a là cái gì ở đây ta gọi a là cái sản phẩm lấy ra lần một là chính phẩm được chưa Đấy. rồi biến cố B là biến cố mà cái sản phẩm lấy ra lần hai là chính phẩm luôn thế thì theo câu A đó hơn ừ. theo câu A đó thì ta cần tính cái gì như vậy nếu mà theo câu A thì ta cần tính xác suất của A nhân B đúng không đấy vì sao vì vì muốn cho cả hai là chính phẩm thì cả A và B phải đều xảy ra mới được như vậy như vậy theo cái công thức tính xác suất thông thường của chúng ta đó, thì ta phải tính là bằng xác là suất của A trước này rồi nhân với xác suất của gì các em? của B mà biết rằng gì? biết rằng A đã xảy ra. Nếu mà ta giải theo như bài tập hồi nãy là ta phải làm thế này đúng không? Rồi, bây giờ thầy sẽ phân tích chỗ này một chút. Thứ nhất là cái lượng hàng ở trong kho này rất lớn, nó nhiều lắm, không đếm được. Đúng không? 60% trong đó là chính phẩm và 40% trong đó là phế phẩm. Thế bây giờ thầy hỏi nè nếu trong kho này mà ta bỏ đi một sản phẩm đi ta bỏ ta lấy một cái sản phẩm này ta bỏ ra ngoài bỏ cái sản phẩm ra ngoài lấy một cái trong này ra bỏ ra thế bây giờ thì hỏi này nếu ta bỏ một sản phẩm trong này ra thì tỷ lệ chính phẩm trong cái kho này là bao nhiêu nó có bị thay đổi 60 này không đúng không đấy để cho nó rõ hơn một chút nữa thầy sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể hơn một chút nữa ví dụ ở đây ta có một cái kho một cái kho tháo đúng không đây kho tháo đó kho thóc kho thóc thì trong này nó sẽ có gì cả vô số hạt thóc trong này vô số hạt trong cái kho thóc này thì người ta bảo rằng là có 60 trăm là cái hạt thóc là tốt nha và 40 trăm còn lại hạt thóc là bị hỏng không dùng được đầu tiên người ta lấy ra một hạt thôi các em thấy chưa này tiếp tục người ta lấy ra một hạt nữa Thế bây giờ thầy hỏi này, nếu ta lấy ra một hạt rồi ta bỏ ra ngoài rồi thì cái lượng hạt cái tỷ lệ hạt thóc tốt ở trong kho này nó là bao nhiêu? Có phải rõ ràng là cho dù ta bỏ ra ngoài đây một hạt thì tỷ lệ hạt thóc tốt trong kho này vẫn cứ là 60% không? Có đúng không? Đấy, nó không thể thay đổi cái tỷ lệ này được cho dù là anh có lấy ra đây một sản phẩm. Điều đó cho chúng ta một cái thông tin là gì? À, cho dù cái biến của A này có xảy ra hay không thì cái tỷ lệ hay còn gọi là cái xác suất của cái sản phẩm mà ta lấy AB này, này nó không có gì thay đổi về mặt giá trị ở đâu này cả có nghĩa là cho dù A nó là sản phẩm tốt hay là phế phẩm thì cái tỷ lệ sản phẩm trong kho này nó vẫn không có gì thay đổi nó vẫn đều là 60 và 40 phần à, trăm điều đó chứng tỏ rằng là cái biến cố B này này nó chả có ảnh hưởng gì tới biến cố A hoặc A này nó chả ảnh hưởng gì tới B cả đúng không đấy đây là một cái điều mà nó có một sự khác biệt giữa cái cái câu này này đó trong cái câu này, này nếu trong cái đề này mà nó cho cái số lượng sản phẩm là hữu hạn giống như bài tập hồi nãy đó thì thực sự rằng cái a này khi ta lấy ra nó sẽ ảnh hưởng đến cái xác suất của bên này nhưng mà trong bài toán này thì nó không cho dù anh có lấy ra bỏ một sản phẩm thì tỷ lệ phế phẩm nó vẫn cố định mà chính phẩm và phế phẩm trong này nó vẫn cố định nó vẫn cứ 60 và 40 nó không có gì thay đổi cả cho nên chính vì vậy ở đây ta sẽ có ngay cái kết luận vì cái lượng hàng trong này rất là lớn này được chưa với cái tỷ lệ phế phẩm và chính phẩm như thế này thì ta kết luận ngay này A và B ở đây là độc lập được chưa các em đây cái đây là một cái điểm mà nó khác biệt so với cái bài tập khi nãy ha và chính vì nó độc lập cho nên là xác suất của A nhân B nó bằng sát xuất xác suất A nhân xác suất B thôi chả có gì mà phải đấy là xác suất B có nghĩa là cho dù cái sản phẩm chỗ này cái sản phẩm này có xảy ra hay không thì cái xác suất của B này nó vẫn cứ là gì các em nó vẫn là 0,6 thôi có nghĩa là cái sản phẩm lấy ra này ha. Điều đó có nghĩa là cái này nó sẽ bằng 0,6 x 0,6 Đấy, xác suất để lấy được một cái sản phẩm là chính phẩm trong kho này là 0,6 mà Đi cho 60% hơn Đấy, B nó cũng thế, cho dù A này có xảy ra hay không Đấy, cho như vậy kết quả nó sẽ là 0,30 36 Rồi, như vậy là chỗ này các em phải để ý cho thầy cái chỗ này bài toán nó sẽ ra đi độc lập ha. Về mặt biên cổ Rồi, cô B Cô B là tính cái xác suất để lấy được đúng một chính phẩm thôi Đúng một chính phẩm nha các em đấy hiểu cho nó chính xác rồi bạn đúng một cái thôi thế thì đúng một chính phẩm có nghĩa là ta phải tính xác suất rằng là gì đấy một chính phẩm có nghĩa là a xảy ra và b không xảy ra hoặc hoặc có nghĩa là cạo cho a ngang b có nghĩa là a không xảy ra và b xảy ra có nghĩa là gì có nghĩa là lần thứ nhất lấy được chính phẩm này lần thứ hai lấy được phế phẩm này hoặc là lần thứ nhất lấy được phế phẩm này và lần thứ hai lấy được chính phẩm thì lúc này nó mới có đúng một chính phẩm được không à như vậy là cái bài toán ở câu b có nghĩa là chúng ta phải tính cái xác suất của cái cái biến cố này đây cái biến cố này rồi để tính xác suất của biến cố này thì các em sẽ dùng cho thầy cái công thức xác suất của tổng à, theo định nghĩa à, theo công thức của xác suất của tổng thì bằng tổng hai xác suất a nhân b cộng cho gì các em cộng cho a ngang b đúng chưa rồi trừ đi gì trừ đi xác suất của tích của hai cái biến cố đó có nghĩa là A nhân B ngang đúng không rồi nhân với gì nhân với A ngang B à. rồi các em để ý cho thầy một tí này giữa hai cái biến cố A và biến cố A ngang là hai biến cố nó đối lập mà đối lập thì nhân lại nó sẽ bằng gì phải bằng rỗng không đấy như vậy rõ ràng ở trong cái, cái tích này nè nếu các em nhân lại với nhau thì cả cái này nó bằng rỗng hết này đúng không vì nó có a nhân a ngang bằng rỗng rồi b nhân b ngang nó sẽ bằng rỗng như vậy rỗng nhân rỗng thì nó bằng rỗng thôi nhưng mà xác suất của rỗng thì chỗ này nó sẽ bằng không này Đó. như vậy toàn bộ cái này nó bằng không ta khỏi cần tính được chưa rồi như vậy nó chỉ còn lại hai cái anh chàng này thôi thế thì hai cái xác suất này á thì theo cái cái đề mà chúng ta đã kết luận ở đây là a và b là hai biến cố độc lập mà nó đã độc lập rồi á, thì xác suất của tích sẽ bằng tích hai xác suất cho dù cái chỗ này có a ngang hay là b ngang hay là không có ngang gì thì kết quả nó như nhau cả thôi cho nên là a với b rồi a với b ngang rồi a ngang với b ngang thì nó cũng vậy nó cũng đều độc lập cả ha à. cho nên ở đây các em không có không có thắc mắc cái chỗ này làm gì phải không vì thực ra nó độc lập với nhau rồi cho dù chỗ này có b hay là b ngang nó cũng thế thôi và áp dụng theo công thức tính xác suất của hai biến cố độc lập thì xác suất của tích sẽ bằng tích hai xác suất đó tao viết nó ra thôi được chưa rồi chỗ này ta cộng cho gì? Phi A ngang này. À, nhân cho phía B này. Được chưa? Rồi, bây giờ các em thay vô nữa thôi. Thế thì PA là bằng cái gì? PA chính là tính xác suất mà cái sản phẩm lấy ra đầu tiên là sản phẩm tốt, nhưng mà nó là 0,6 này. Được chưa? Rồi. phía B ngang, B ngang có nghĩa là lần thứ hai lấy được phế phẩm chứ không phải chính phẩm mà phế phẩm của nó là 0,4 không 4 không à, thay vô này 0.4 đúng chưa rồi cộng tiếp chỗ này là gì? Chỗ này là 0,4 vì a ngang mà. Rồi nhân phi b là 0,6. Như vậy chỗ này là 64 là 24, như vậy 24 nữa là 0,48 này. Được chưa? Đó, cái nhân vô cộng lại thì nó ra kết quả này, đây chính là xác suất cần tìm. Rồi câu C. Câu C là gì? Câu C là đề yêu cầu là tính xác suất để có được chính phẩm thôi. Có chính phẩm là được thế thì có chính phẩm có nghĩa là gì? có chính phẩm có nghĩa rằng là à, có một chính phẩm cũng được mà có hai chính phẩm cũng được. điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải tính xác suất gì đấy. tính xác suất A xảy ra hoặc B xảy ra, đúng không? A mà xảy ra hoặc B xảy ra có nghĩa là tính xác suất của A cộng với B. đấy các em nhớ cho thầy cái chỗ đó. Ha. A xảy ra hoặc B xảy ra thì đó chính là xác suất của biến của tổng gì nữa đúng không a xảy ra và b xảy ra thì đó chính là xác suất của biến của nhân đúng chưa à? đấy các em nhớ vừa nó cho thầy một tí thì nó sẽ sẽ viết được công thức ở chỗ này thôi rồi bắt đầu ta áp dụng công thức vào như vậy đây, là xác suất của gì xác suất của tích à, của tổng theo công thức một lần nữa thì nó là bằng xác suất của a cộng xác suất của gì của b đúng không ta cứ theo công thức ta làm thôi rồi, trừ đi xác suất của a nhân b được chưa các em đó Thế thì trong đó là xác suất của a nhân b và ab nó độc lập cho nên xác suất của a nhân b thì nó bằng xác suất a nhân xác suất b. Đấy. Như vậy là ta sẽ theo công thức ta thay vô đó thì cái này nó là 0.6 này cộng cho 0.6 này trừ cho tích hai cái này là 0.6 nhân 0.6, đúng không? Đấy. Như vậy các em cộng vô các em trừ ra cho thầy là bao nhiêu? Cái này nó là 1/2 đúng không? Trừ cho 0.36 đúng không? Đó. Như vậy là nó ra bao nhiêu các em? Đây 4 này. Đây nhớ 1. 10 đây là 8 đúng không? Đây là 0. Đó, hình như là 0.84. Đúng chưa? Đó, bằng 0.84. Đúng chưa? Đấy, như vậy là Cụ C kết quả nó sẽ là cái này. Thế một số bạn thắc mắc là là bây giờ không giải như thế này mà mà ta ta dựa vào câu 1 và câu 2 để ta kết luận cho cô C cô được không? thế thì được hoàn toàn được vì thực tế câu c này chính là cái câu mà nó được tạo ra bằng hai cái trường hợp a và b mà thôi như vậy để có được chính phẩm nghĩa là sẽ có được hai chính phẩm hoặc có đúng một chính phẩm như vậy kết quả xác suất của câu c nó chính là tổng của hai cái xác suất ở câu a và câu b này cộng lại thôi đúng không đấy đây là một cách nhìn khác để giúp chúng ta tính cái câu c này cho nó nhanh hơn thực ra ta câu c mà ta không dùng thế này mà ta giải trực tiếp luôn bằng cách dựa vào cái đáp án a của câu a và câu b để ta kết luận thì đúng không thì xin thưa nó cũng thế cả mà thôi đây này nếu mà ta lấy hai chính phẩm thì xác suất của nó là 0,36 nếu lấy đúng một chính phẩm thì xác suất là cũng là 0,48 các em cạo hai anh chàng này là qua thứ đúng là 0,84 không đúng không đây này 0,36 nha mà ta cộng với 0,48 nha đó 16 mà cộng 8 là được 4 lần này nhớ một này đây là thành 8 này 0,84 này thấy chưa các em thấy nó y ra cái quả của xe chưa đấy như vậy là ta dựa vào đáp án A và à, đã bán câu A và câu B ta kết luận luôn cho câu C mà khó cần phải phải giải cho câu C Tuy nhiên ở đây thầy muốn giải cho câu C để cho các em thấy rằng là cái kết luận ở câu C này nó ứng với cái biến cố đây này để ta tập đồng quan với cái việc là đọc cái đề xong và viết cái công thức ra cho nó đúng đó đấy đây là một cái ví dụ à, cho chúng ta thấy về cái mối quan hệ giữa hai cái biến cố nó độc lập với nhau rồi đây là bài giải thôi, à, nãy giờ chúng ta đã nói kỹ cái này rồi, cho nên là cái này thầy sẽ chiếu cho các em xem lại thôi, cách trình bày nó như thế nào hả? Đấy. À, tất nhiên rằng là cái tiết học nó sẽ cũng còn nữa nhưng mà thầy muốn dừng lại ở đây để thì củng cố lại kiến thức. À. Chứ còn nếu mà ta trình bày tiếp thì ta còn rất là nhiều cái nội dung ở đằng sau ấy, à, nó còn hai cái nội dung chính nữa về cái việc là đi tính xác suất của biến cố bằng những công cụ khác như là dựa vào một cái giải phép thử bắc Ngu ly và một hệ các cái hệ đầy đủ các biến cố thì cái này thầy sẽ dành cho cái tiết học sau để trình bày nó chi tiết hơn như vậy tóm lại trong cái tiết học này thì từ đầu đầu tiết đến giờ ta học cái gì đúng không đây thế thì từ đầu tiết đến giờ đó thì tóm lại chúng ta chỉ học cái phép toán của biến cố mà thôi đó phép toán Được chưa các em phép toán như vậy phép toán ở đây nó có hai loại phép toán mà chúng ta cần phải học đó là phép toán cạo đó là tính xác suất của tổng hai biến cố đúng chưa đó và tính xác suất của tích hai biến cố có nghĩa là đầu buổi đến giờ chúng ta đang học hai cái này thôi thế thì xác suất của tổng trong trường hợp mà hai biến cố này mà xung khắc thì xác suất của tổng sẽ bằng tổng hai xác suất à. trong trường hợp nếu nó không xung khắc không xung khắc thì xác suất của tổng sẽ bằng tổng hai xác suất nhưng mà trừ đi xác suất của tích như vậy công thức nó sẽ khác đi à, có nghĩa là nó, trong trường hợp nó xung khác thì nó sẽ bằng pa cộng phi b thôi được chưa à. nhưng mà trong trường hợp nó tùy ý nó không xung khác thì nó sẽ là pa cộng cho phi b nhưng mà trừ đi thêm cái pa nhân b nữa được chưa đó đây là biến của tổng được chưa thì ngoài cái việc mà tính toán cái xác suất của biến của tổng này ra thì chúng ta còn có rất nhiều các cái công thức tổng quát từ đây sinh ra nữa à, có nghĩa là ta có một cái công thức à, thể hiện một cái mối liên hệ à, giữa cái biến cố A và biến cố đối lập của nó đó. có nghĩa là cái xác suất của A ngang thì nó được tính là bằng một trừ xác suất của A đó. hoặc là xác suất của A thì bằng một trừ xác suất A ngang gì đó đấy là có những cái hệ quả nó kèm theo đây là những công cụ để giúp chúng ta tính toán trong trường hợp nếu như ta gặp cái bài toán đó là xác suất của tổng xác suất của tổng có nghĩa là tính xác suất của a xảy ra hoặc b xảy ra à. rồi bây giờ cái công cụ thứ hai đó là đi tính xác suất trong tình huống nó nhân có nghĩa là tính xác suất khi a xảy ra và b xảy ra thế thì a xảy ra và b xảy ra thì nó cũng chia ra làm hai cái tình huống tình huống thứ nhất đó là trường hợp nếu như a và b phụ thuộc nhau không à, phụ thuộc rồi đó thì nếu phụ thuộc thì cái việc đi tính xác suất của a này với b này nó sẽ chia làm hai cái trường hợp, trường hợp là a nó phụ thuộc theo cái b, à, phụ thuộc theo b thì xác suất này sẽ được tính là bằng xác suất của b nhân xác suất của a biết rằng b xảy ra, đúng chưa? Đó. Rồi. Còn nếu như mà b nó phụ thuộc theo a, đó, nó phụ thuộc theo a thì cái xác suất này sẽ được tính là bằng xác suất của a nhân cho xác suất của b biết rằng a xảy ra, được chưa? Đó. Tùy. À, rồi trong trường hợp nếu như AB không phụ thuộc mà trong trường hợp này là AB độc lập. AB độc lập. Nha. Nếu như AB độc lập thì xác suất của tích này đơn giản nó chỉ là bằng tích hai xác suất A à, nhân xác suất B. Được chưa các em? Đó, các em để ý sau này ta sẽ dùng vào rất nhiều các bài tập mà liên quan đến phép toán sau này. Đó. Như vậy trong các việc tính toán xác suất thì các em phải để ý khi nào bài toán là biến cố nó độc lập việc nhận diện hai biến cố nó có độc lập hay không nó rất là quan trọng trong cái việc lựa chọn cái công thức chọn công thức độc lập hay là chọn công thức phụ thuộc như thế này thì ta phải để ý được chưa đấy hy vọng rằng là qua cái tiết học này thì các em đã nắm được những cái cách thức hay là những cái công cụ cơ bản nhất về phép toán của xác suất của biến cố không liên quan với hai cái biến cố chính đó là tổng và tích của hai biến cố à tiết học đi nào thấy xin chào và hẹn gặp lại